Rồi cụ lấy cho con một cái nha. Rồi chào cả nhà này, hôm nay thì Kiên đang đi trên đường Nguyễn Tri Phương, ngay cái cầu vượt Nguyễn Tri Phương đây này, thấy một ông cụ bán bánh ở đây này. Ủa cụ ơi, cụ bán bánh ở đây lên mấy giờ đến mấy giờ? Dạ 1 giờ. 1 giờ là cụ ra đây bán? Dạ. Có ai chở cụ ra đây bán không? Đi bằng xe ôm ra. Ồ, đi xe ôm ra. Ồ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? 70. Ồ, năm nay 70 rồi. Nhưng mà mắt cụ là nó gọi là cụ không thấy đúng không? Dạ đúng rồi. À, ủa rồi cụ bán cho con một cái đi. Dạ. Con lát nữa con gửi tiền cho cụ này, ngồi đây chơi với cụ một xíu rồi con gửi tiền cho cụ nhá. Đây này, có nhà cụ gần đây không? Chú ở trong đường Minh Phụng là chú ơi. À, trong đường Minh Phụng hả? Dạ. Ngoài bán bánh cụ còn bán cái gì nữa không? Dạ không. Ồ, đó lỗi đi trong năm chưa bán được thì bán cái số rồi. À. Ồ, nhưng mà cái bánh này á, thì cụ đặt làm, người ta làm rồi cụ bán hay là cụ nhà cụ làm hay là như thế nào? Hồi trước thì nhà làm, bây giờ lãnh của người ta giờ. À, giờ là lãnh của người ta hả? Ờ. Dạ. Dạ. Bắt đầu có làm rồi lâu rồi. Dạ. Ủa, thế là cụ có vẫn có vợ đúng không? Dạ đúng. À, cụ có vợ rồi có. Cụ có mấy mấy người con hả? Hai đứa mà chết đứa rồi. Ờ, thế là vẫn còn ha, chết một người con rồi. Chết thằng lớn rồi. À. Bệnh nó cho viêm màng não á. À, viêm màng não. Dạ. Chết rồi. Dạ. Cô bán thế này thì một ngày có kiếm có được nhiều không? Ngày nếu mà mình bán hết trơn luôn á thì dạ. Kiếm được trăm mấy chung. À, ngày bán hết trơn được kiếm được trăm mấy đúng không? 230. 230. À. Đây là cả nhà bánh thấy mà không có lời nhiều. Dạ. À, cả nhà ơi, Kiên đi tình cờ Kiên đi ngang qua thôi, Kiên thấy cụ bán bánh ở đây thì Kiên thấy rất là thương nhá, nên là Kiên quay lại chia sẻ với cả nhà luôn. Thì cụ bán ở đây là 1 giờ cụ ra bán không cụ? 1 giờ ra bán đến mấy giờ là cụ nghỉ? Giờ bán từ nào hết? À, bán từ nào hết mới nghỉ? À. Có khi 5-6 giờ, có khi 3-4 giờ. Dạ. Có khi 2 giờ mấy giờ xong cũng bán hết luôn. Còn bán nào mình bán được thì dành cho một chút. À. Ồ. Bán hơi chậm lên, về muộn chú ơi. Dạ. Đấy, đây này, cái bánh này, đấy, bánh bông giống bánh bông lan mà cô nhờ. Dạ đúng rồi. Nó như bánh bông lan vậy nhưng mà nó cát. Dạ. Chứ không phải bánh bông lan. À, đây cô bán cho chị kìa. Chị mua. Cho à, cho tiền ông, cho à, đây đây có một cô cho tiền cụ đây này, cho tiền cụ đây này. Đây này có một chị thương cụ quá này, cho cụ giúp đỡ cụ này. À, ngày nào cũng ghé cũng cho cụ tiền. Lâu lâu cô đi ra đường này cô thấy cụ ghé. Ủa, cô thấy cụ hay bán ở đây không? Bán đây lâu rồi. À, bán đây lâu rồi hả? Đó là cụ với là cụ bà là làm bà bán. À. Bán phải cụ bà là bệnh đó. Dạ. Cụ bà bệnh bây giờ làm nổi. Dạ. Ra chú phải lấy bánh. À, lấy bánh lại bán à. Dạ. Cô bán đi, cô bán bánh thỏi mới lò bánh từ. Đây con gửi tiền cho cụ này. Con gửi tiền cho cụ nhá, con rồi con gửi cho cụ 10.000 này. À, bánh này 10.000 đúng không cụ? Dạ đúng rồi. À, con cho cụ thêm 40 cái là 50. Dạ. Là cụ đưa lại cho con 50.000. Đây con đưa cụ tờ 100 này. Đưa cụ tờ 100.000 nhá. Đây đây ô. Ủa sao? Có nghĩa là cụ để tiền là cụ vẫn nhớ đúng không? Dạ. Ô, hay quá. Cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ dạ dạ. Con đưa cụ tờ 100 ấy nha. Dạ. Dạ. Đấy. Rồi con ngồi đây chơi với cụ xíu này. À, để mà nếu mà có ai giúp đỡ cụ á, thì cụ có số điện thoại không? Dạ có. À, cụ đọc số điện thoại đi cho mọi người đi. Số điện thoại cụ có nhớ không? À, nhớ chứ. Rồi cụ đọc hộ con đi. 01
01 24 mà bây giờ là đang bỏ lỡ là 084 084 930 1717 1717 cả nhà nhớ cái số của cụ là 084 930 1717 đúng không cụ? À đấy cả nhà. Số đó là của trong nhà cho đó. Cái thẻ đó là không biết chừng nào nó thi hành, nhưng mà giờ vẫn là bây giờ người ta gọi tôi là 01 24 930 là cũng vẫn vô được nữa. À 01 24 930 1717 đấy, cái số của cụ là 01 24 930 1717 nha cả nhà. Đó là số đã chưa đổi á. Dạ. Rồi số sau này nó đổi rồi là 084. À, có ai mà giúp đỡ cụ thì người ta sẽ liên hệ trực tiếp với cụ và sẽ giúp đỡ cụ nhá. Dạ. Thế thế là cụ bà là cũng bệnh nên là không đi bán được với cụ hả? Yếu rồi đúng không cụ? Dạ. Cụ bà á? Bà đâu có đi được. À, ngày xưa cụ bà bán với cụ à? Không, bà cụ ở nhà bà làm bánh không mà tôi đi bán có một mình à. À, ngày xưa là cụ bà nhà làm bánh cho cụ đi bán. Giờ cụ bà yếu rồi nên là cụ tự lấy bánh cụ bán. Cụ bán được bao nhiêu năm rồi cụ? Bán năm 94 tới giờ. Ồ, năm 94 tới giờ luôn, mấy chục năm rồi. Dạ. Dạ. Rồi đó thì đi vòng vòng mấy chợ rồi bán. Dạ. Bây giờ đi đâu có nổi nữa đâu, rồi vô chợ ra đông quá rồi mệt dữ lắm. Dạ. À, năm nay cụ là 79 đúng không? Năm nay là cụ 79 tuổi đúng không cụ? Dạ. Năm nay cụ 79 tuổi đúng không? Có 70 à. À 70, năm nay cụ 70 tuổi nhưng mà con thấy là cụ vẫn rất là khỏe. Dạ. Rất là khỏe. Chúc con chúc cụ nhiều sức khỏe nhá. Cụ mắt của cụ là ngày xưa là mình bị sao cụ nhỉ? Mắt đó cụ. Hồi đó à? Dạ. Hồi đó bị đau ban á. À. Đau phát ban hả? Lên trái lên nọc ban nó lên mắt. Dạ. Đâu có ai đâu biết đâu. À. Tới chừng nó lộ ra mới biết. Dạ. Thế là sau nó hư luôn hai con luôn. Dạ. Dạ. Thấy cả nhà thấy là cụ tuy là mắt cụ không thấy nhưng mà cụ vẫn đi bán bánh này. Cụ vẫn gọi là đi bán bánh để nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân này. Tôi thấy là cái nghề là của cụ rất là tuyệt vời nhá. Bánh thì cô bán bánh thường mới lò bánh đi. Đấy, cụ đây cụ giao bánh. Bánh mới lò thơm ngon bánh đi. Bán bánh ở đây cũng mấy chục năm rồi cả nhà. Có chị à? Có mấy chị mua bánh giúp đỡ cụ đây cả nhà. Móc chuẩn ghê á. À, đấy. Ủa chị hay mua ở đây không? Không, em đi ngang đây mà lâu nay không thấy chú. À. Đấy là cụ thấy là cụ không thấy nhưng mà cụ móc tiền phố rất là chuẩn nha cả nhà. Đây là cái cầu vượt Nguyễn Tri Phương nha cả nhà ơi. Rồi cả nhà có dịp đi ngang qua cái lại giao lộ đường Nguyễn Tri Phương với lại đường 3 tháng 2 nhé. Thì có cụ bán bánh ở ngay góc đường đây cả nhà. Cả nhà nhớ ghé ủng hộ cụ nhé. Đây là cái số này cụ bán ngay cái số là 502 Nguyễn Tri Phương này, đường 9 quận 10. Đây. Đây có chị ủng hộ bánh của cụ. Cụ tuy là mắt không thấy nhưng mà cụ cũng rất là tinh anh. À, cụ vẫn có thể là thối tiền cho khách được. Đấy, mình thấy là rất là tuyệt vời nha cả nhà. Đấy. Có nhiều người ta thương, người ta mua, ví dụ mua hai cái người ta cho cụ 50.
phân nơi là phân phân thì cô bán phân thưởng nơi là phân thì của giao bánh nhé cả nhà. Rồi con chào cụ nhá, con xin phép cụ con về. Hôm nào có duyên thì con sẽ ghé thăm cụ nhá. Ghé qua ủng hộ bánh của cụ. Dạ. Chúc cụ nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Gặp nhiều may mắn nhá. Dạ dạ dạ, con chào cụ. Cụ nhất là cụ hôm nào con thấy cụ cười hết, cụ vui tính quá. Hôm nào cũng vui tính. Rồi kính chào cả nhà nhé, mong cả nhà sẽ đi ngang qua đây thì hãy giúp đỡ cụ nhé cả nhà ơi. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Mua bánh gì cô bán bánh hửng này? Bánh này tên là bánh gì cụ nhỉ? Bánh hửng. Bánh hửng à? Thửng thửng thửng. Bánh thửng á. Bánh thửng, dạ. Cái này gốc nó nằm đâu ngoài miền Bắc á? À, gốc còn ngoài Bắc hả cụ? Dạ. Đó, ngoài đó thì nó sấy khô. À, ngoài đó sấy khô. À, còn mình ở trong đây, người qua người ta làm nó đâu có sấy khô. Dạ. Làm ăn liền cho. Dạ. Con phải thử ăn có ngon không? Con phải ăn liền lập tức. Dạ, đây Kiên sẽ lấy cái ăn thử này. Ăn ủng hộ cụ nhé. Đây này là bánh thửng này cả nhà. Đây, chưa ăn bánh này bao giờ nhé. Bánh ơi, ngọt bánh này. Đây, nó như bánh bông lan này cả nhà. Cụ bán bánh nó như bánh bông lan này. Ăn nó còn ngọt như bánh bông lan nữa. Rất là ngon. Rất là ngon đấy cả nhà đi ngang qua ghé ủng hộ cụ nhé, bánh rất là ngon. Đấy, ăn nó ngọt ngọt, thơm thơm. Bánh ngon lắm cụ ơi. Dạ. Rất là ngon nhá. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, bye bye cả nhà nhé.